Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Lợi Minh trở lại với cái Facebook cũ. Facebook nó giam cũng hồi tháng 4. Thì hôm qua bên này mình vào lại, và cái nó kêu mình xác nhận lại cái email với lại cái số điện thoại. Cuối cùng mình xác nhận được, nó cho mình mở lại. Thì rất là vui trở lại với anh chị các bạn trong cái không gian mạng Facebook. Mà gần đây thì vấn đề Covid, các bạn biết tình hình Covid hiện nay rất là phức tạp. Nước Mỹ nó cũng đang tàn sát, cái nước Mỹ rất là mạnh chứ không phải riêng ở Việt Nam hay những cái quốc gia ở Đông Nam Á. Các bạn thấy cái trường hợp Covid hiện nay ở trong nước thì nhiều người dân cũng rất là lo sợ. Và trên cái không gian mạng này, những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, hello Nguyễn Đức, chào anh chị các bạn trong những đàn, thì các bạn thấy những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, tụi nó lên mạng nó tuyên truyền rất là xảo trá cho bịp bợm. Thì rất tiếc là Facebook của mình bị khóa, cho nên không có tham gia sớm hơn để chia sẻ những cái thông tin chính xác về với quê hương. Cuối cùng anh chị các bạn, mình cũng có gọi về Việt Nam, rất là buồn là một số người họ cũng không hiểu biết anh chị các bạn, họ không hiểu, họ nghĩ là thuốc Trung Quốc nguy hiểm thế này nọ. Thật ra các bạn thấy cái vaccine hiện nay, cái trên thế giới nó có của Anh, của Mỹ và của Trung Quốc và của Nga. Những cái loại vaccine này nó sử dụng để kháng cự lại vấn đề mà Covid. Nói chung là thuốc thì những cái loại thuốc vaccine hiện nay, những cái quốc gia mà họ sản xuất được đó thì được tổ chức y tế thế giới công nhận, chứ không phải là họ tự sản xuất ra rồi phân phát cho cộng đồng thế giới. Các bạn nên nhớ là thế giới ngày hôm nay là thế giới phẳng, con người ta khi họ làm cái gì đó, sản xuất ra một cái gì đó, máy móc hay là những cái thuốc men gì nó đạt chuẩn, người ta mới mới công bố ở trên cộng đồng mạng, ở trên trên tuyên bố trên cái những cái truyền thông chính thống của những cái tổ chức y tế. Các bạn thấy ngay cả tuổi WHO là nó gọi là World Health Organization, nó là tổ chức hiệp hội y tế của thế giới. Anh chị các bạn thấy cái thuốc của Trung Quốc đó, nó cái kháng cự của nó tới 79% là, anh chị các bạn, chứ không phải là ít đâu. Mà một số những thành phần, nó một số những người họ không hiểu đó, và những tụi chống cộng, những cái đài truyền hình của những cái đài truyền thông của tụi chống cộng ở ngoại như đài Hoa, BBC, RFA hay những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, các bạn thấy tụi nó dùng những cái truyền thông của nó để đặng mà nó gây sự hoang mang với người dân trong nước. Chứ thật sự ra các bạn nên nhớ là thuốc của Trung Quốc hiện nay sử dụng khá tốt, chứ không phải là giỡn, là không không hiệu quả. Nó hiệu quả tới 79%, đó là một cái kết quả đáng đáng khích lệ. Chào em gái Bích Liên, chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa. Các bạn thấy mình đưa ra những cái thông tin chính thống, WHO là tụi nó, người ta đã chấp nhận, người ta đã chứng nhận cho cái thuốc của Trung Quốc còn gọi là Verocell đó, hay là Sinopharm. Các bạn thấy thuốc đó hiện nay sử dụng rất là rộng rãi trên toàn thế giới, ngay cả khối châu Âu nó cũng sử dụng thuốc của Trung Quốc nữa. Tại vì các bạn biết thuốc của Trung Quốc đó, nó sản xuất đó, nó dự trữ đó, nó dự trữ để đặng mà giữ thuốc, để đặng mà vận chuyển rồi đó, rất là dễ và không có tốn kém, mà nó không có đòi hỏi những cái sự bảo quản một cách rất là khắt khe như thuốc của Mỹ và của Anh. Các bạn thấy nó rất là tiện lợi, mà người ta nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay họ sử dụng rất là nhiều. Như mình có nói hồi nãy là mình có gọi Việt Nam, một số người họ không hiểu chưa, làm mình tức bực lên, mình chửi cho 100 luôn. Nó chàng ơi, mà sao mà ngu bộ muốn chết hay sao mà không chịu đi tiêm thuốc ngừa. Nhà nước người ta đem thuốc ngừa về chích cho mình không tốn tiền, mà ngồi đó mà sợ, mà lo sợ, là hỏi là tôi hỏi làm gì mà sợ gì, nói là nghe mấy cái đài tin tức của tụi qua độ này kia nó tuyên truyền là thuốc Trung Quốc không tốt, tào lao, tụi nó tào lao đật đật chạy đi chích, tới chừng mà các bạn biết tới chừng đi chích hết thuốc, bây giờ phải đợi cả tuần mới mới có thuốc nữa.
bây giờ xếp hàng chờ nhau đi chích. Nếu mà các bạn biết đại cái vấn đề mà đại dịch Covid hiện nay không tiêm vaccine đó, rất là nguy hiểm, rất là cực kỳ là nguy hiểm chứ không phải là dở. Ngay cả thằng Mỹ nó tiêm rồi mà nó còn bị ảnh hưởng lên ảnh hưởng xuống là các bạn thấy, nhưng mà nó đỡ hơn là không tiêm vaccine. Hiện nay các bạn thấy chưa đầy một tháng Mỹ nó đã tử vong gần 7.000 người chứ không phải ít. Hàng ngày như ngày hôm qua là như hôm nay chứ quên là 95.000 ca lây nhiễm, gần gần 600 người tử vong. Cái con số của nó còn lây nhiễm rất là nhiều, mặc dù nó đã chích thuốc của nó nó đặt chuẩn, nó tự cho nó là độc quyền và đặt chuẩn của thuốc của nó, mà các bạn thấy nó còn nhiều nguy cơ lắm. Không những thế, thằng Mỹ nó đang chuẩn bị tháng tới nè nó cho chích mũi thứ ba, tại vì các bạn biết cái liều thuốc nó tiêm đó, ý là thuốc của thằng Mỹ đó, mà trong 8 tháng 3 bây giờ nó phản tác dụng rồi. Kinh khủng không? Chứ đâu phải giỡn đâu các bạn. Nó đã phản tác dụng, bây giờ nó đã phải chuẩn bị tháng 9 này chích liều thứ ba để đặng mà vượt qua cái cơn đại dịch. Cho nên cái vấn đề vaccine COVID chúng ta hết sức thận trọng, nhà nước Việt Nam người ta đi tìm những cái nguồn tốt nhất để cho dân, mà người dân nên tin tưởng. Không có một cái chính quyền nào mà đem thuốc độc về đi chích cho dân mình đâu, tôi không nghĩ như vậy. Mà một khi thuốc bất cứ của quốc gia nào mà sản xuất ra thì các bạn nên nhớ được công nhận bởi cái hiệp hội y tế quốc tế, người ta mới 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 dám công khai bán và ra cái thị trường mà tung ra thì ngoài thị trường để đặng mà những cái quốc gia khác họ họ tiếp cận được cái nguồn thuốc. Còn thằng Mỹ nó độc quyền lắm anh chị các bạn, thuốc của nó chỉ có giống như các bạn chạy chiếc xe hay một cái món hàng gì nó độc quyền thì nó làm giá, nó làm eo, nó độc quyền lắm. Như hôm nay tôi xem tin tức, ngay cả những cái thằng mà công ty hãng xưởng sản xuất CEO của thằng Mỹ đó, các bạn biết nó kêu gọi là Mỹ cần phải độc quyền sản xuất để đặng mà bán thuốc. Các bạn thấy nó kinh khủng lắm. Tụi tài phiệt Mỹ nó bị dân và nó tìm cách nó dìm hàng những cái quốc gia khác, những cái quốc gia mà người ta không có đủ điều kiện để mà cập nhật được cái nguồn thuốc đó. Nó kiếm cách nó độc tài đó để đặng mà nó bán giá cao, trong khi đó thuốc Trung Quốc giá lại lại vừa túi tiền mà lại dễ vận chuyển nữa. Vận chuyển nó không có tốn kém, nó không đòi hỏi những cái môi trường khí hậu và những cái sự bảo dưỡng bảo quản nó đặc biệt, nó rất là tiện lợi. Nhất là cái môi trường ở Việt Nam hiện nay, châu Phi và châu Âu các bạn biết, ngay cả Trung Đông người ta vùng thuốc Sinopharm hay còn gọi là Verocell đó của Trung Quốc rất là nhiều, chứ không phải ngay cả hàng Anh nó cũng sử dụng nữa. Các bạn thấy mà trên mạng này có một số người họ lại họ tự suy nghĩ ra và họ xem những cái thông tin của những cái tụi mà xuyên tạc chống phá đất nước anh chị các bạn, nó tuyên truyền một cách rất là bậy bạ và mất dạy của tụi nó, mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại. Các bạn thấy để mình cho anh chị các bạn xem những cái gì mà Lợi Minh nói, các bạn thấy đây là cái nguồn mà thuốc của thằng Trung Quốc, cái chất lượng của nó đạt 79%. Người dân trên thế giới hiện nay người ta chích rất là nhiều thuốc của Trung Quốc và nó được công nhận bởi Hiệp hội Y tế của quốc tế. Các bạn thấy nó rất là tốt, nó không có một cái gì mà gọi là phản, gọi là không được chứng nhận hay là không tốt. Các bạn thấy những cái tụi xuyên tạc chống phá đất nước thì nó tuyên truyền, nó tìm cách nó làm cho người dân Việt Nam trong nước lo sợ và hoang mang. Ngay cả trong đó tôi nói các bạn biết, nếu mà so sánh thuốc của thằng Trung Quốc hiện nay đó với thuốc của thằng Mỹ, cái thằng mà Johnson Johnson đó, thì thằng Johnson các bạn biết nó đạt dưới dưới cái mức của thằng thằng Trung Quốc nữa. Thằng Johnson này nè, các bạn biết thằng Johnson Johnson nó sản xuất thuốc đó, nó bị cái kháng cự của nó chỉ có 50% thôi, mà trong khi đó thuốc của thằng Trung Quốc đạt tới
79% cái đề kháng rất là tốt. Cho nên bà con trong nước hết sức cẩn thận, không nên quá hoang mang và nghe lời những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Tôi ở bên này tôi cố gắng theo dõi tin tức và tìm những cái thông tin chính thống của những cái truyền thông mà người ta xác định và người ta chứng nhận nó đâu qua đó, chứ không phải giống như cái tụi chống cộng xuyên tạc đó. Đất nước nó lên mạng, nó sử dụng truyền thông những cái cộng đồng mạng đồ, nó xảo trá và bị bận. Ngay cả bản thân tụi nó cũng toàn là một cái lũ dốt nát thôi, cái thứ gọi là khố rách áo ôm hôn nhà dạy chợ. Ngay cả tôi thấy một cái ông mà luật sư gì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, lên mạng chia sẻ và đánh giá về thuốc của Trung Quốc một cách rất là ngu xuẩn, không có hiểu gì hết, mà đưa chụp những cái hình của những cái nơi mà người ta theo dõi về vaccine, không hiểu họ nói gì cả, mà lại tự dịch ra rằng là cho rằng là thuốc của Trung Quốc nó không được công nhận. Thuốc của Trung Quốc được công nhận của Hiệp hội Quốc tế, hiện nay nhiều quốc gia sử dụng lắm anh chị các bạn, bởi vì giá thành của nó phải nói là thấp. Còn thằng Mỹ thì tụi nó độc quyền mà lấy được mua được thuốc nó cà chớn lắm, nó gây cho cái người mua đó rất là khó khăn. Nó hằng khi thằng Mỹ mà nó độc quyền là nó chơi những cái trò bẩn thỉu của nó lắm. Tụi nó làm ăn với thằng Mỹ nó chơi nhiều cái trò mình trở tay không kịp với nó. Cho nên cái gì mà có ích lợi cho quốc gia thì nhà nước Việt Nam, các bạn thấy tìm được cái nguồn thuốc của Trung Quốc, Sinopharm, các bạn thấy là một loại thuốc rất là tốt. Nếu mà tôi nói mà so ra cái thuốc đối với lại thuốc thuốc của Trung Quốc, Sinopharm với lại thằng Johnson Johnson là nó thua xa, nó rớt. Các bạn thấy thằng Mỹ thằng Johnson rớt rớt đài liền. Thằng Johnson các bạn biết nó chích ở bên Mỹ, nó làm gây chết người nhiều nữa, tại vì cái thuốc của nó bị trục trặc, nó không có đạt cái hiệu quả đề kháng cao. Trong khi đó ở Việt Nam và nhiều quốc gia người ta sử dụng cái thuốc của Trung Quốc hiện nay rất là lớn, chứ không phải là rất là nhiều, chứ không phải là ít, mà rất là tốt. Tôi thấy nó không có nhiều những cái biến cố giống như của Mỹ. Thằng Mỹ nó cover up, nó xạo lắm anh chị các bạn. Tôi nói chị bạn, thuốc của nó chích đại đại tràng, chích ai mà gọi nó là nó cứ chích. Còn Việt Nam các bạn thấy chích ngừa COVID đó, được các cơ quan y tế nhà nước Việt Nam người ta khám bệnh và coi sức khỏe người đó như thế nào trước khi người ta khám, người ta cẩn thận hơn. Còn Mỹ nó chích, các bạn biết, cho nên nó chích bừa bãi gì đó. Cái sốc thuốc của nó hiện nay là 7.000 người rồi đó, 7.000 người chết rồi đó. Cái nếu mà tôi lấy cái đó mà link đó mà tôi đưa lên Facebook, lần Facebook nó phá Facebook tôi liền, tôi bị mấy lần cái vụ đó. Cho nên bây giờ tôi chỉ chia sẻ để chị các bạn thấy thôi. Thôi thì là mình like tới đây để chia sẻ về với quê hương, để chị các bạn cố gắng cùng với cơ quan nhà nước vượt qua trong cái cơn đại dịch này. Hiện nay Mỹ nó cũng còn te tua tơi bời ba lá luôn, các bạn biết nó kinh tế Mỹ nó cũng rất là bấp bênh về vấn đề mà COVID hiện nay nó còn nguy hiểm lắm, chứ không phải như các bạn nghĩ. Còn Việt Nam mình thì khi mà COVID nó đến Việt Nam thì nó biến chủng kháng thể nó mạnh quá, cho nên nó hoành hành không những Việt Nam mà cái khu vực châu Á rất là nhiều nước gặp nhiều khó khăn. Mà Việt Nam tôi thấy cơ quan nhà nước hiện nay đang tìm mọi cách để đặng mà để giúp người dân vượt qua cái cơn đại dịch này. Thì ra thành ra chúng mong rằng người dân Việt Nam hết sức bình tĩnh, hợp tác với cơ quan nhà nước để cùng nhau mà vượt qua cơn đại dịch. Thôi thì là Minh Ngân ở đây xin chào chị các bạn trong diễn đàn. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye chị các bạn nha.